Thực hiện các chủ trương, định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành công thương năm 2023. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, trong những năm qua, thương mại điện tử Việt Nam luôn giữ được tốc độ tăng trưởng từ 16 đến 30%, năm 2022 tăng trưởng 20% và dự kiến đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam sẽ còn phát triển. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như sự suy giảm đơn hàng, thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do đó, diễn đàn là cơ hội tốt để các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận xây dựng nên những mô hình và chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. Với 3 phiên hội thảo chuyên đề, các đơn vị liên quan cùng các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi về định hướng chuyển đổi số ngành công thương, ứng dụng công nghiệp 4.0, phát triển sản xuất thông minh, giải pháp công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, v.v. Bộ Công Thương kỳ vọng diễn đàn cũng là nơi kết nối các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số uy tín, các sàn thương mại điện tử, các đơn vị cung cấp giải pháp hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng hỗ trợ thanh toán điện tử, logistics. Sự kiện này cũng sẽ phát huy vai trò kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, thương mại điện tử nhằm đưa ra các đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và kinh tế số ngành công thương hiệu quả, bền vững.